Chết, mình muộn mất. Chỉ kịp xịt nhanh vài phát thôi. Trời ơi, mình muộn lắm rồi. Ôi thần linh, em xin lỗi chị. Không sao, nhưng mà nhặt hộ chị cái túi lên với. Thôi, em muộn rồi ạ, bye chị. Cơ mà... chắc mình phải tự nhặt rồi. Với thêm một chút nữa là được rồi. Mệt quá. Đúng là một ngày dài. Giờ thì ngủ thật ngon nào. Ôi không, túi của chị bầu. Chị ấy cần mình giúp. Phù, may mà chỉ là giấc mơ thôi. Khoan đã. Cái gì vậy? À! Sao thế? Cậu bị gì? À, cậu chửa hồi nào vậy? Rồi Betty. Ơn trời váy này vẫn vừa. Mình mới mua tuần trước thôi. Chắc váy này chưa đủ lộng lẫy rồi. Bỏ qua đi. Váy này chuẩn gu của mình nè. Lẽ ra mình phải tỏa sáng chứ ta. Bỏ cái này đi. Cả cái này nữa. Vứt hết đi. Betty, em lại khó chịu trong người à? Đừng, chờ anh. Mình đi mua sắm nhé. Thêm một điểm nữa là thắng rồi. Mình không nick vừa quần nữa. Thứ này không phải dành cho bà bầu. Ước gì mình có tiền đi mua sắm nhở. Em nhìn cái gì thế? Cách giải quyết xa tận chân trời ngay trước mắt luôn. Đó, quần áo cũ của chồng là kho báu mới của vợ. Chương trình mới hay nhở. Mong là vợ sớm trả lại đồ cho mình. Không gian của nhà hàng này đẹp quá. Phục vụ đi ngủ hết rồi hả ta? Món khai vị đây thưa cô. Toàn món hảo hạng đó. Cô có thấy thích món nào không? Tôi sẽ lấy hết. Cảm ơn anh. Trông ngon ghê. Vị thì tạm tạm. Rau củ thì khỏi đi. Thế này mới chuẩn vị chứ. Kẹo dẻo nhỏ xinh nè. Wow, ngon tuyệt cú mèo luôn. Cô gọi à? Chúng ta chuyển sang món chính nhé. Dọn hết đi cho tôi. Tôi đã hiểu ạ. Wow, đúng là lãng phí hết sức. Món ngon nhất tiệm mình đó. Xong rồi nè. Vậy là bữa trưa đã sẵn sàng. Trông ngon phết đấy chứ. Còn tí muối nào không ta? Thôi kệ, không sao. Ngon quá, mình đói meo dâu rồi. Ăn đã cái nư ghê cơ. Rửa bát đĩa rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà được ăn thêm thì thích nhỏ. Mà cũng chẳng có ai ở đây nhỏ. Sạch bong, đỡ tốn công rửa đĩa luôn. Hẹn gặp sau nha. Mình quá năng suất mà. Trời ơi, đau chết tôi mất. Anh ngồi im một chỗ em nhờ. Khoan, em có ổn không đấy? Cưng à, xin lỗi, giường của em đây. Khổ vợ tôi quá. Em chịu được. Anh đừng lo. Bác sĩ, giúp chúng tôi với. Làm ơn giúp vợ tôi. Ở trong này nóng quá. Có sao không? Dạ, rất ổn ạ. Khủng khiếp quá. Dặn thật mạnh vào. Ok. Anh yêu. Chúng ta làm được mà. Ôi trời. Khiếp. Hít thở đều đi. Em đang giận.
cố lên vợ ơi. Có chuyện gì vậy? Con của anh đây. Anh bé bé đi này. Thôi nào, bình tĩnh đi. Xong rồi. Phải, hôm nay tôi không thể đi làm. Đúng, vợ tôi sắp sinh rồi. Bây giờ sao? Ít ra bác sĩ quan tâm mình. Anh chưa đọc email hả? Rất tốt, hít thở sâu nào. Cô uống chút nước đi nhé. Đây. Không bác sĩ ơi, đã bảo không. Ờ vâng, thế tôi xin phép. Yeah. Em vẫn ổn đó. Là bé trai. Bé kháu khỉnh lắm. Cảm ơn anh. Em làm tốt lắm cưng à. Giờ chúng ta là một gia đình nhỏ. Ừ, cô đi trước đi. Mong là mẹ bỉm này không cắm trại trong đó. Mình phải dặm lại mặt một tí đã. Chắc cô ấy sắp xong rồi nhỉ? Trời đất ơi, dễ thương thật đấy. Mình phải nhịn không nghĩ tới vụ WC mới được. Sao mình không đi làm ca sĩ sẽ sao nhỉ? Nhịn nào, cố lên. Cô ấy còn ở trong đó lâu nữa không ta? Mình thích cái áo này quá. Tuyệt vời, cô ra rồi, tạ ơn thần linh. Tôi cần đi vệ sinh lắm rồi. Nhưng cô cứ dùng trước đi. À, trời hôm nay tuyệt thật đấy. Ôi, thôi toang. Mình phải đi vệ sinh lần nữa rồi. Xin lỗi mọi người, tôi đi một tẹo nữa thôi. Rồi ơi, tụi này cũng cần giải quyết mà. À, thoải mái ghê. Chết rồi, xấu hổ quá đi mất. Yeah, bình sữa nè, mấy cái này sẽ cực kỳ hữu ích cho xem. Món quà tiếp theo tới đây của tớ đó. Ôi trời ơi, dễ em bé nhỏ xíu nè. Đây là món quà dễ thương nhất thế giới luôn á. Này, quà của tớ đây. Trời ơi, cô té xỉu ngang luôn đó. Nhìn mấy bộ đồ cho em bé này nè. Chào cưng, tớ mua cho cậu nè. Ồ, bánh mì nướng hả? Wow, cảm ơn gái. Chà, đến lúc khám phá giới tính của em bé nhà cậu rồi đó. Tớ hóng lắm rồi đây. Đâm này. Hả? Hình như nhầm bóng bay mất rồi. Ok, thử lại nữa xem sao. Vẫn chả có gì hết. Ui, có khi cái ống pháo giấy này có câu trả lời đó. Không, vẫn trắng tinh. Ồ, đợi tí, có khi cắt bánh là biết màu đấy. Nhưng bánh kem của tớ đâu? Mấy gái phải thử cái bánh này đi, ngon dã man. Phần kem xanh dương là ngon nhất luôn đó. Ủa, ủa, có gì sai hả? Sao ai cũng nhìn chằm chằm cái bánh vậy? Ồ, xin lỗi nha. Yeah, bé trai đó. Chà, cô nói đúng rồi. Yeah, tớ bầu bé trai à?